Rồi bữa nay mình sửa Cambridge Preliminary English Test, viết tắt là Test 7, Test 1, Reading, Part 1, Question 1 to 5. Bên trái mình có một mẫu thông tin ha. Rồi bên phải mình có ba cái dòng thông tin A, B và C. Thì nhiệm vụ của mình là mình match lại xem cái nào mà nó phù hợp với cái thông tin mé tay trái. Ok, nothing of value is left in the van at night. Tức là không có gì có giá trị để ngoài xe tải vào ban đêm hết. Thì tương đương với câu A, valuable objects are removed at night. Những cái đồ mà có giá trị thì đã được lấy đi vào ban đêm. Valuable should not be left in the van. Tức là những cái đồ giá trị thì không nên để lại trong xe tải, thì nó không hợp với cái này ha. Còn câu C, this van is locked at night, là xe tải bị khóa vào ban đêm cũng không có nói. Rồi câu số 1, road repair starting here on the 1st September for 4 weeks expect delay. Sửa chữa đường bắt đầu ở đây vào ngày 1 tháng 9, dự kiến kéo dài trong 4 tuần. Rồi expect delay là cũng có thể bị trì hoãn ha. Cái chữ expect là ngoài cái chữ mong chờ thì nó còn có nghĩ là cho rằng, nghĩ rằng nữa. Cho nên đây có thể là bị delay, là kéo dài, trì hoãn nữa. Cho nên nó sẽ nhiệm vụ của mình ngoài cái việc mà chọn cái đúng á các bạn, thì các bạn sẽ loại luôn cái sai để cho nó chắc tay ha. Câu A, this public road will be open on the 1st September. Nó bị sai ngay chỗ là một phần của con đường này sẽ được mở trở lại vào ngày 1 tháng 9. Thì bên đây ngày 1 tháng 9 là người ta mới bắt đầu sửa thôi. Starting here on the 1st September. Vậy câu A sai. Câu B, your journey may take longer on this road in September. Câu này đúng rồi. Tức là cái tuyến đi của bạn, cái chuyến đường của bạn nó sẽ kéo dài hơn khi mà bạn đi cái đường này vào tháng 9, bởi vì do sửa chữa mà. Còn câu C, we are expecting more traffic on this road in September. Chúng tôi mong chờ nhiều xe cộ hơn, nhiều cái giao thông hơn, thì cái này nó không có nói. Ở đây người ta expect, nghĩ rằng có thể bị trì hoãn thôi. Rồi tiếp tục qua câu 2 ha. Ok, welcome to Hotel Macro. Dear guest, our holiday advisor is available in the lounge every day 8 to 10 a.m. for booking, guided tour, museum, garden ticket, camel rides, enjoy your stay. Cái này là một cái thông tin của khách sạn chào mừng bạn đến khách sạn Macro, quý khách yêu dấu. Cái nhân viên mà tư vấn của kỳ nghỉ của chúng tôi thì sẽ sẵn sàng ở ngay chỗ sảnh mỗi ngày từ 8 giờ đến 10 giờ để đặt những cái guided tour, là tour đi mà có hướng dẫn, vé tham quan bảo tàng, garden ticket là cái vé để đi thăm cái khu vườn và những cái chuyến cởi lạc đà. Chúc các bạn có kỳ nghỉ vui vẻ. Như vậy ở đây mình có câu A, people staying at hotel macro can arrange activity through the hotel, là đúng. Những cái người mà ở tại cái khách sạn macro này thì có thể sắp xếp những cái hoạt động, tức là những hoạt động du lịch của họ thông qua khách sạn. Thì mình chọn là A ha. Rồi mình coi câu B, câu C sai chỗ nào. Câu B, hotel macro holiday advisor accompany guests on tour, tức là đồng hành. Cái ở đây là những cái người mà tư vấn về kỳ nghỉ ở tại khách sạn macro thì sẽ đồng hành cùng với quý khách ở trong những cái chuyến đi. Cái này không phải, không có nói. Daily sightseeing trip start from the hotel, tức là mỗi một ngày luôn thì những cái chuyến đi ngắm cảnh á thì nó bắt đầu cái từ ngay chỗ khách sạn này, thì cũng không có nói. Bắt đầu mỗi ngày là bắt đầu tư vấn cái advisor, chứ còn cái tour này thì do bạn book chứ nó không có nói trong đây. Rồi online booking form là cái mẫu đơn mà đặt online là trên mạng. Name, tên, address, địa chỉ, number of ticket là cái số lượng vé. Rồi tickets book within 7 days of a performance are kept for collection. Vé mà được đặt trong vòng 7 ngày kể từ cái ngày diễn á thì sẽ được giữ lại để đi lại cho các bạn lấy trực tiếp. Đó là cái nội dung của này. Như vậy câu A, ticket will be sent to you within 7 days of booking, là sai, không có nói. Không có thông tin gì về cái việc vé mà sẽ được gửi mà lại là trong vòng 7 ngày kể từ ngày đặt nữa. Câu B, when booking, advise staff if your tickets are to be kept for collection. Tức là khi mà đặt vé thì bạn hỏi nhân viên xem là nếu mà vé của bạn có được giữ để mà lấy hay không. Thì bên đây người ta, nếu mà bạn đặt trong vòng 7 ngày cho đến thời điểm buổi diễn thì đương nhiên là nó phải giữ để collection, chứ không có gửi, khỏi hỏi gì cả. Như vậy câu C là câu đúng ha. We don't post ticket books 1 week or less before the performance. Chúng tôi sẽ giữ lại những cái vé mà được đặt một tuần hoặc là ít hơn trước cái buổi diễn.
Rồi, câu số 4, new message, một cái tin nhắn mới. To all players, gửi tất cả các cầu thủ từ Paul. The team is the same as last week. Đội của chúng ta thì cũng giống như tuần rồi. We already checked, everyone can play. Tôi đã kiểm tra và mọi người đều có thể chơi. Anyone need to leave to Fifield can phone me. Bất kỳ ai mà cần quá gian đi đến Fifield thì gọi điện thoại cho tôi. Như vậy bên đây câu A, player who have problem getting to the Fifield match should contact Paul là đúng. Bất kỳ cầu thủ nào mà có cái vấn đề về cái việc đi tới cái sân vận động Fifield thì mới gọi cho Paul. Anyone who want to play in the Fifield game need to speak to Paul. Thì những cái người nào mà muốn chơi trong cái trận này thì gọi điện cho Paul là không phải. Người ta đã ổn định rồi, mọi người đều có thể chơi. Ông Paul này ông không có cái thông tin là ông sẽ sắp xếp cho người ta chơi trong Fifield này. Câu C, team member who are not available for the Fifield match must phone Paul. Ở đây mọi câu này, câu C và câu B này nó y chang nhau. Câu B thì người ta muốn chơi, còn câu C thì cái người không muốn chơi. Who are not available. Trong khi bên đây thì ông Fifield, ông Paul này nè, ông đã kiểm tra rồi. I already checked, everyone can play. Cho nên sẽ không có cái chuyện là những cái người mà not available to the for the Fifield match thì phone Paul ha. Rồi câu số 5, improve service là cái dịch vụ cải thiện gì đó. From next month, this bank will remain open until 2 p.m. on Saturday. Kể từ tháng sau thì ngân hàng của chúng tôi sẽ vẫn mở cửa cho đến 2 giờ vào ngày thứ bảy. Như vậy thì câu A, after next month, sau cái tháng sau, the bank will be open on weekend. Nó sai hai cái ha các bạn. Thứ nhất là after next month, trong khi bên đây mình là from next month ha. Sau cái tháng tới có nghĩa là bây giờ rồi, tháng sau bỏ rồi tháng tới nữa, còn này là bắt đầu từ ngay tháng sau luôn, là sai về thời gian. Thứ hai, sai về nội dung, the bank will be open on weekend. Weekend ở đây được hiểu là thứ bảy và chủ nhật, trong khi ở bên đây người ta nói là mở đến 2 giờ chiều thứ bảy, còn chủ nhật không có nói. Câu B, the bank close at 2 p.m. on weekday. Nó sai ở chỗ weekday, bên đây người ta nói weekend, còn nói ngày thứ bảy thôi, còn cái weekday thì không có thông tin. Rồi như vậy câu C, the bank will have longer opening hour in the future. Tức là ngân hàng sẽ có cái giờ mở cửa dài hơn ở trong tương lai, tức là bắt đầu từ tháng sau. Thì có thể trước đây là ngân hàng chỉ làm việc buổi sáng thứ bảy, thì kể từ tháng sau ngân hàng sẽ still will remain là vẫn mở cửa cho đến 2 giờ chiều thứ bảy. Ok, mình xong part 1 ha. Rồi part 2, question 6 to 10. The people below all want to watch a television program. On the opposite page, there are description of a television program. Decide which program would be the most suitable for the following people. Từ câu 6 tới câu 10 thì những cái người ở bên dưới đều muốn xem chương trình TV. Trên trang đối diện có những cái mô tả của 8 chương trình TV và bạn quyết định xem cái chương trình TV nào thích hợp cho cái người nào bên dưới nhất. Rồi mình qua câu số 6, mình sẽ có Sentry và and her 10 years old daughter Daisy love watching all kind of dancing, especially if the dancers are famous entertainer. Daisy particularly like the beautiful dresses the women wear. Sentry và con gái 10 tuổi của cô ấy là Daisy thích xem tất cả những cái loại khiêu vũ, đặc biệt là những cái vũ công, là những cái người mà giải trí nổi tiếng, tức là những gương mặt mà giải trí nổi tiếng. Daisy đặc biệt rất là thích những cái quần áo đẹp từ The Woman Wear, là cái những cái người phụ nữ mặc. Rồi câu số 7, sorry các bạn, khi các bạn đọc ha thì các bạn sẽ gạch tích những cái từ khóa, tức là cái keyword ở đây mà mình chút xíu mình sẽ match nó với cái thông tin ở phía bên cái chương trình TV để mình quyết định là nó có đúng hay không. Thì bạn đọc vừa gạch ha. Còn thầy cũng làm như vậy. Ok. Rồi tiếp tục câu số 7. Tim has an amazing memory for facts on a range of topic. He enjoys testing himself against people taking part in the quiz on TV. Want to find out how to be one himself. Tim thì có một cái trí nhớ rất là kinh ngạc về các cái sự kiện, về nhiều cái đề tài khác nhau. Và anh ấy thích kiểm tra, thử thách ha, kiểm tra cái bản thân của anh ấy chống lại những cái người khác, đối đầu với nhiều khác trong các cuộc thi trên TV. Và
anh ấy muốn biết được bằng cách nào để trở thành một người himself, tức là một cái người chiến thắng á. Câu số 8, Simon enjoy murder mystery. Simon thì thích những cái loạt phim mà thần thoại mà murder, tức là sát nhân. Unlike the challenge of workout, who did the crime before the identity of the murderer is uncovered in the final screen scene, tức là anh ấy muốn tự tìm cái người mà đã thực hiện tội ác trước khi cái nhân dạng của họ được phát hiện vào cái mặt cảnh cuối. Rồi tiếp tục câu số 9 là Marcella loves skiing and enjoy watching winter sport on television. Marcella thì rất là thích trượt tuyết và thích xem những cái chương trình về thể thao mùa đông ở trên TV. She tried to improve her techniques by copying the professional who take part in them. Cô ấy rất là thích cải thiện cái kỹ năng, kỹ thuật của cô ấy bằng cách bắt chước những cái chuyên gia, những cái người mà tham dự vào những cái cuộc thi, những cái môn thể thao mùa đông mà xem trên TV này. Câu số 10 mình sẽ có hai cặp là Ned and Jake, a computer programmer, là hai nhà lập trình viên máy tính ha. They enjoy TV program that are funny and guide them to complete break from their work. Là thích xem những cái chương trình TV mà nó vui nhộn và cho họ những cái phút giây mà nghỉ ngơi hoàn toàn từ cái công việc, especially they are connected with football, đặc biệt là nếu mà chúng nó có cái gì đó mà liên hệ với lại đá banh. Rồi ok, mình qua bên trang đối diện ha. Mình sẽ có 8 cái chương trình TV. Do cái chương trình A bị love stare thì nó không có phù hợp với nào hết, cho nên mình sẽ qua cái B ha, why out. Cái tên chương trình khỏi dịch cũng được. On the latest action from the slope, including men and women downhill racing, jumping, ice dance and ice hockey, presented from the mountain by former footballer Navy Gray, with expert report on speech and distances, figure sketching, Wilton comment on the dance performances. Tất cả những cái hoạt động mà gần đây nhất từ cái slope là những cái dốc hết các bạn. Rồi bao gồm các cuộc thi mà trượt xuống đồi của nam và nữ, nhảy, khiêu vũ trên băng và ice hockey, tức là khúc côn cầu ở trên băng. Như vậy rõ ràng những cái này là mình mình gạch đích ha. Rồi chút xíu mình sẽ quyết định. Rồi được trình bày từ những cái dãy núi bởi cái cựu động viên bóng đá là Navy Gray, với những cái chuyên gia về thể thao on speed, về tốc độ ha và khoảng cách. Figure skate Jay Wilton là được thể hiện bởi cái nhà trượt băng là Jay Wilton, bình luận ở trên cái dance, ở trên cái chương trình dance for performance, cái chương trình trình diễn của thể thao. Như vậy thì mình sẽ thấy cái mục số 9 này nè, cái chương trình B này nó phù hợp với cái người số 9, với sorry, người số 9 bên đây hồi nãy là Marivel thích gì? Trượt tuyết nè, những cái chương trình thể thao mùa đông nè, và cô ấy cải thiện kỹ thuật bằng cách bắt chước những cái chuyên gia, những cái người mà tham dự. Ok, vậy thì số 9 mình vừa mới đọc nó phù hợp ha. Mình đánh vô số 9 này là B. Rồi, bự quá để mình chỉnh lại tí. Rồi qua bên đây mình đánh vô số 9 này là B. Rồi mình xuống cái C này nè, mình đọc ha. Top team are return of jockey quiz show in which team of famous sport personality and comedian have to give amusing answer to question on a range of popular sport, not just football and tennis, but winter sport too. Lighthearted entertainment for everyone. Cái sự quay lại của cái show, tức là buổi trình diễn về đố mà jockey, mang tính vui nhộn ha. Trong đó thì một cái đội của những cái nhân viên, những cái người mà chơi thể thao nổi tiếng với nhiều tính cách ha, và những cái người mà hài hước thì sẽ đưa cho bạn những cái câu trả lời rất là hài hước để trả lời những cái câu hỏi về thể thao mà phổ biến, không chỉ là bóng đá, tennis, mà còn là những cái môn thể thao mùa đông. Lighthearted entertainment là cái việc mà giải trí mà nó nhẹ nhàng này, thì dành chương trình giải trí nhẹ nhàng này thì dành cho tất cả mọi người. Như vậy cái mình vừa mới đọc này, câu C này nè, nó sẽ phù hợp với cái người bên đây là câu số 10 ha. Hồi nãy nè, Nick and Chess là những cái nhà lập trình viên máy tính, họ thích cái funny, thì bên đây mình có comedian, thấy chưa?
amusing answer. Rồi đặc biệt là hồi nãy bên kia là liên quan đến bóng đá nữa các bạn. Và những cái phút giây mà thư giãn hoàn toàn. Ok, thì cái này nó phù hợp với câu số 10 của mình. Vậy mình đánh số 10 là C ha. Ok, rồi. Đó, họ cho họ thư giãn hoàn toàn từ cái công việc, đặc biệt là có liên hệ với bóng đá, thì cái mục C vừa rồi mình vừa dịch nó thỏa mãn với anh Ned và anh Jack này. Rồi mình qua cái mục D ha. Quick step, it with well-known faces from the world of television team up with a professional partner to perform a range of classical and modern dances. Mỗi một tuần thì những cái gương mặt mà nổi tiếng từ ở trên thế giới của điện ảnh ha, TV ha. Thì team up with là cùng với những cái người mà partner là cái người mà đi chung, tức là thể hiện chung, trình diễn chung với mình, mà professional rất là chuyên nghiệp, để trình diễn a range of classical modern dances, là hàng loạt những cái khiêu vũ hoặc là vũ đạo hiện đại lẫn cổ điển. You the viewer can vote for the best performance and the best costume. Bạn người xem thì có thể bình luận, bình chọn cho cái trình diễn mà hay nhất cũng như là trang phục đẹp nhất. Và cái người chiến thắng mỗi tuần thì sẽ take part in, được tham dự vào the grand final later in the year, tức là cái cuộc thi chung kết vào cuối năm. Như vậy cái mà mình vừa mới đọc mục D này nè, nó sẽ phù hợp với cái người số 6 hồi nãy là hai mẹ con Sunrise và cái con gái của cô ấy là 10 tuổi. Thì thích cái gì các bạn? On kind of dancing. Rồi những gương mặt nổi tiếng, rồi đồng thời là đồ đẹp mà những cái người phụ nữ mặc. Như vậy nó quá phù hợp ha, mình đánh vô 6 là D. Còn qua bên đây mình sẽ đánh vô thứ nhất, người nổi tiếng là well known faces. Thứ hai là on kind of day. A range of classical and modern dances là tất cả những cái loại vũ đạo mà từ hiện đại cho đến cổ điển luôn. Rồi ở đây mình có best performance và best costume ha. Đó, phù hợp hoàn toàn với ba cái tiêu chí của cái câu, của cái mẹ con người số 6. Rồi cái tiếp tục mình qua câu E ha. Chương trình Taskmaster. Can you beat the four members of the public who answer general knowledge and specialist question in the final of this year competition? Tức là bạn có thể đánh bại bốn cái thành viên của công chúng, những cái người mà trả lời những câu hỏi tổng quát và những câu hỏi về chuyên môn ở trong final of the year competition, là cái cuộc chung kết của năm nay hay không? Tonight specialist subjects, cái chương trình mà chuyên gia tối nay, include bao gồm history, winter sport, lịch sử của thể thao mùa đông ha, Latin American dances, khiêu vũ của Mỹ châu Mỹ Latin, detective novel and French history, cái chương trình mà tiểu thuyết về trinh thám, và lịch sử của Pháp. There will be information about how to enter next year competition. Cũng có thông tin về cái cách, bằng cách nào tham dự vào cái cuộc thi của năm sau. Như vậy cái mục mình vừa mới đọc, mục E này, nó sẽ phù hợp với cái người bên kia là số 7 ha. Hồi nãy mình vừa mới dịch rồi. Cái người số 7 là ảnh thích cái amazing memory for fact nè, range of, rồi ảnh thích enjoy testing himself against people taking part quiz, tức là thích thử thách bản thân mà chống lại những cái người mà tham dự ở trong cái trò chơi trả lời câu hỏi trên TV này. Rồi muốn tìm cách find out how to be on one himself, tức là trở thành một trong những cái người chiến thắng ở trong cuộc thi này. Như vậy câu số 7 này mình đánh vô là E ha. Rồi qua bên đây mình sẽ thấy có muốn đánh bại bốn người này hay không. Rồi những cái câu hỏi, cái người mà trả lời câu hỏi về tổng quát và chuyên môn ở trong cuộc thi cuối cùng của năm chung kết ha. Rồi ở đây thì there will be information about how to enter next year competition. Ok, là phù hợp cho cái mà bằng cách nào ở bên đây nè, bằng cách nào mà find out how to be one, to be on one himself. Rồi mình còn lại người số 8, và mình ra xuống thì có cái mục G này nó phù hợp thôi. Nó dính tới cái thám tử Inspector Blake, là thanh tra Blake. A first division football player had a beautiful wife and big house and a bright future. When he found dead in his car near a local park, Blake discovered that
he were less popular than it seemed, set in the 1970s. This nail-biting drama will keep you guessing right until the end. Thanh tra Blake thì cái cầu thủ bóng đá mà của một cái First Division là hạng nhất ha, và có một cái cô vợ xinh đẹp, một căn nhà bự và một tương lai tươi sáng. Khi mà anh ấy tìm thấy bị chết trong chiếc xe hơi ở gần công viên địa phương, thì Blake là nhân vật tên của thanh tra này mới phát hiện ra rằng anh ấy thì ít nổi tiếng hơn là nó có vẻ như vậy. Được lấy bối cảnh vào năm 1970, thì cái chương trình mà phim này nè, mà nail là cái móng tay, biting là cắn, tức là mình run quá, mình hồi hộp, mình cắn móng tay, sẽ giữ cho bạn guessing, đoán right until the end, cho đến những cái giờ phút cuối. Như vậy nó phù hợp với cái người số 8 là cái người mà thích xem murder mystery, và anh ấy thích gì? Thách thức bằng cách là phát hiện ra ai là người phạm tội trước khi cái nhân dạng này được uncover, là cover là che phủ, uncover là phát hiện vào cái cảnh chót. Mình sẽ chọn câu số 8 này, là một G ha. Ok, ở đây nó có cái giết người, là giết cái cầu thủ ở trong một cái nhân vật ở trong bộ phim. Rồi có cái ông thanh tra, ổng sẽ đi tìm coi là ai là làm ra cái chuyện này. Thì cái chương trình này nó sẽ gây cho hồi hộp cho đến giờ phút cuối. Thì nó hoàn toàn phù hợp với cái tiêu chí của cái anh G bên kia ha. Ok, vậy cây của câu số 8 chứ, sorry, vậy số 8 mình đánh vô là G. Rồi, ok, mình xong part 2 ha. Rồi, ok, mình qua part 3, question 11 to 20, câu 11 đến câu 20. Look at the sentences below about a man who got lost in the Rocky Mountain. Đọc những cái câu bên dưới về một cái người mà bị lạc ở trong dãy núi Rocky. Read the text on the opposite space to decide if each sentence is correct or incorrect. Ở bên trang đối diện thì mình sẽ đọc cái bài và quyết định xem mấy cái câu này nó đúng hay là nó sai. If it is correct, mark A on your answer sheet. If it is not correct, mark B on your answer sheet. Nếu mà nó đúng thì bạn sẽ đánh A ở trong tờ trả lời, và nếu nó không đúng thì mình đánh B ha. Câu 11, number 11, Bob Brisby were in Canada in order to study its wildlife. Bob Brisby thì ở Canada nhằm nghiên cứu về cái đời sống hoang dã. Rồi mình qua bên đây mình sẽ đọc ha. Mình thấy cái tên Lost in the Rocky Mountain và Bob Brisby là cái tên của nhân vật nằm ngay vị trí này luôn. 54 years old scientist Bob Brisby were lost for 5 days in Canada, Rocky Mountain, and were only rescued after a mobile phone call to his wife Shirley over 8,000 kilometers away in England. Một cái nhà khoa học là Bob Brisby, 54 tuổi, bị lạc 5 ngày ở trong cái dãy núi đá ở Canada và chỉ được giải cứu sau cái cuộc điện thoại cho vợ của anh ấy là Shirley ở Anh, cách đó 8.000 cây số. Bob, a British wildlife expert, has been in Vancouver, Canada, giving a talk at a conference on the environment. Bob, một cái chuyên gia về động vật hoang dã, người Anh, đã đến Vancouver, Canada để có một cái buổi nói chuyện tại một cái buổi hội thảo về môi trường. Như vậy thì ông ấy đi qua bên đây để nhằm nghiên cứu về cái cuộc sống, đời sống thiên nhiên hoang dã, thì nó là sai ha. Ông đi đến nói chuyện, đến buổi hội thảo nói chuyện chứ không phải là nghiên cứu về cái đời sống hoang dã. Vì 11 mình đánh vô là B, và thông tin mình sẽ lấy ở ngay chỗ khu vực này. Rồi mình đánh vô là 11 ha. Rồi tiếp tục qua câu 12. On the first day of getting lost, Bob realized how serious his situation were. Vào cái ngày đầu tiên mà bị lạc thì Bob đã nhận ra cái mức độ nghiêm trọng mà tình huống của ông ấy gặp phải. Rồi mình ra xuống mình đọc nhanh thì mình thấy cái ngày đầu tiên mà ông ấy bị lạc nó nằm ở ngay chỗ này. Ok, mình đọc tiếp ha. When it was over, khi mà cái buổi hội thảo này nó hết, he traveled to Rocky Mountain to check in to Maple Leaf Hotel. Thì ông ấy đi bộ về qua cái dãy núi Rocky Mountain này để nhận phòng ở tại khách sạn Maple Hotel. Maple Leaf là cây thích ha. Rồi he then set up on a short walk to look at the local plant and animal life. Và rồi ông ấy set up là start a journey, khởi hành một cái cuộc đi bộ ngắn để nhìn mấy cái cây thực vật ở địa phương và những cái đời sống, những cái con thú ở địa phương. After a couple of hours, he realized he had taken a wrong turning on the mountain path.
but was sure he could easily get back to the hotel. Even when night fell, he remained confident. Sau một vài giờ thì ông ấy nhận ra rằng ông ấy đã quẹo nhầm cái lối rẽ ở trong cái đường mòn trong núi, và ông ấy chắc rằng ông ấy có thể dễ dàng quay trở lại khách sạn. Thậm chí là khi màn đêm buông xuống thì ông ấy vẫn rất là tự tin. Như vậy thì ngay khi cái đêm đầu tiên á, thì ông ấy có cảm thấy cái tình huống của ông ấy là nghiêm trọng không? Không ha các bạn. Thậm chí là ông còn tự tin là ông màn đêm buông xuống, ông vẫn tự tin là ông có thể tìm được đường về khách sạn một cách dễ dàng. Như vậy câu 12 của mình lại tiếp tục là B nữa ha. Ok, mình đánh vô 12 là B. Câu 13, Pop had few problems finding something safe to eat in the mountain. Ở đây mình nhớ cái lượng từ few này là hầu như không ha các bạn. Pop hầu như không có gặp vấn đề trong cái việc tìm mấy cái đồ ăn mà an toàn ở trong núi. Ok, rồi mình đọc tiếp. But after walking for several hours the next day, it became clear to Pop that he was in trouble. Nhưng mà sau khi đi bộ nhiều giờ trong ngày tiếp theo thì rõ ràng là Pop biết rằng anh ấy đã gặp rắc rối. I had my mobile phone with me, but the battery was almost dead. I thought I could probably make just one call, but I didn't know the number of the hotel, and I didn't want to worry my family unless I really had to. Tôi có một cái điện thoại di động, nhưng mà cái pin của nó thì gần hết rồi, cho nên tôi nghĩ tôi chỉ có thể thực hiện một cái cuộc gọi thôi. Và tôi cũng không biết cái số của khách sạn, và tôi không muốn làm cho gia đình của mình lo lắng, trừ khi tôi thật sự cần. Pop carried on walking for three more days. He knew which wild plants he could safely eat, and he had little trouble finding them. Then he was, when he was thirsty, he drank from the stream. Rồi, Pop thì tiếp tục đi bộ 3 ngày nữa. Ở đây carry on bằng continue ha. Ông ấy biết cái cây thực vật mà hoang dã nào có thể mà ông ấy ăn một cách an toàn. Và ông ấy hầu như không có gặp rắc rối trong việc tìm thấy chúng. Khi mà ông ấy khát nước thì ông ấy uống nước từ con suối. Như vậy câu 13 của mình lại tiếp tục là một cái câu gì các bạn? Câu 13 là câu đúng chứ, sorry. Tức là ông Bob này ông không có bị cái vấn đề khó khăn gì trong cái việc tìm kiếm những cái cây an toàn mà để ăn hết, thì nó phù hợp với nội dung của câu 13. Nếu ở đây là a few thì câu 13 này là sai ha, một vài. Nhưng mà ở đây là few có nghĩa là hầu như không có. Mình đánh vô 13 là A ha. Bob hầu như không có bị vấn đề gì trong cái việc tìm mấy cái đồ ăn mà an toàn ở trong núi. Ngay chỗ câu này là ông ấy tìm mấy cái cây hoang dã này để ông ăn. Khát nước thì uống nước suối. Và ổng không có he had little trouble finding them. Không có gặp cái khó khăn gì cả. Rồi mình qua câu 14. On the fourth day, Bob recognized the place that he was in. Vào ngày thứ tư ha, thì Bob nhận ra cái địa điểm mà anh ấy đã đi qua. Thì như vậy vào ngày thứ tư nó nằm ở câu 1 của dòng tiếp theo. On the fourth day, he reached a forest that he knew he had walked through the previous day. Vậy câu 14 của mình là đúng rồi. Ok, đây là câu 14 ha. Câu 14 là đúng vào ngày thứ tư luôn. Thì ông ấy đã nhận ra một cái địa điểm mà ông ấy đã đi qua vào ngày hôm trước. Ok, vậy câu 14 của mình ở đây bên đây người ta nói là vào ngày thứ tư thì Pop nhận ra cái nơi mà anh ấy đã đi qua. Vậy là đúng. Câu 15, Shirley thought that Pop shouted upset on the phone. Là Shirley thì nghĩ rằng Pop á, nghe có vẻ như rất là tức giận ở trên điện thoại ha. Ok, vậy mình qua bên đây mình. Shirley là vợ đó. He heart sank. Tim của ông ấy bị chìm xuống, tức là gần như là bắt đầu lúc này mới cảm thấy sợ đó. He realized it was hopeless and decided to call his family in England. Anh ấy cảm thấy nhận ra là không còn hy vọng và quyết định gọi điện cho gia đình ở Anh. He was quite calm when he spoke to me on the phone, says Shirley. Ông ấy thì khá là bình tĩnh ha, khi mà nói chuyện với tôi trên điện thoại, vợ của ông ấy nói. Như vậy ngay chỗ này nó sẽ trả lời cho mình câu 15, làm cho câu 15 mình bị sai ha. Đâu có dễ gì là tức giận đâu. Ông ấy rất là bình tĩnh luôn. Như vậy là Shirley nghĩ rằng Pop nghe có vẻ tức giận là sai. Câu 16, it was the first time Pop has been missing for such a length of time. Đây là lần đầu tiên mà Pop bị lạc một cái thời gian dài như vậy ha. Thứ nhất thì mình lưu ý hai cái mốc, đây là lần đầu tiên. Và cái thứ hai là một cái such a length of time. Rồi, has been missing. Mình đọc qua bên đây.
xem câu chuyện tiếp tục như thế nào. He appeared to be in control of the situation in spite of everything. Anh ấy dường như có vẻ là kiểm soát được tình huống, in spite of, mặc dù là mọi thứ, tức là mặc dù mọi việc rất là nguy hiểm nhưng mà dường như là kiểm soát được. He been lost a few times before but never for so many days. That's why this time were different. Ông ấy đã từng lạc vài lần rồi. Nhưng mà đây là chưa có bao giờ mà nó nhiều ngày như vậy. Đó là lý do tại sao lần này nó khác. Như vậy câu 16 của mình là đúng rồi ha. Ok. Đây là cái lần đầu tiên. Mấy lần trước thì cũng lạc nhưng mà nó không có nhiều ngày. Còn đây là lần đầu tiên Pop bị lạc một cái khoảng thời gian dài ngày như vậy. Rồi tiếp tục câu 17 của mình là the first phone call that Shirley made were to the Canadian Embassy. Tức là cái cuộc gọi đầu tiên mà Shirley gọi là đến đại sứ quán, lãnh sự quán của Canada. Tức là khi mình đi nước ngoài các bạn mà mình bị có vấn đề gì trục trặc là mình sẽ liên hệ. Đây là cái cơ quan đầu tiên ha. Lãnh sự quán là người trợ giúp cho mình. Rồi ok, mình qua bên đây mình đọc coi là Shirley gọi điện cho ai. She immediately contacted the Maple Leaf Hotel after a quick call to the Canadian Embassy in London to get its phone number. Cô ấy lập tức liên hệ với khách sạn Maple Leaf, là cây thích ha, sau một cái cuộc gọi nhanh chóng đến lãnh sự quán hoặc là đại sứ quán của Canada ở tại London để có số điện thoại. Như vậy cuộc gọi đầu tiên cô ấy gọi cho cái lãnh sự quán hoặc là đại sứ quán của Canada là đúng ha các bạn. Rồi, vậy ngay đây mình đánh vô là câu 17. Câu 17 của mình là cuộc gọi thứ hai là gọi cho khách sạn, còn cuộc gọi thứ nhất là gọi cho Canadian Embassy. Câu 18, the hotel owner were worried why Bob were absent from the hotel. Cái ông chủ của khách sạn này thì cảm thấy lo lắng trong khi Bob vắng mặt ở khách sạn. Rồi mình qua mình coi ông chủ có lo lắng hay không ha. Ok, đọc tiếp. We were anxious if our guests are away for a long time, said Chuck McCaffrey, the hotel owner. Chúng tôi luôn rất là lo lắng nếu mà khách của chúng tôi mà vắng mặt một thời gian dài, theo như ông Chuck McCaffrey này, the chủ của khách sạn ông nói. But that with several of our English visitors had gone to the city for a few days to watch the hockey game, and we thought Mr. Chris Bay had gone to. Nhưng mà cái tuần đó thì rất là nhiều những cái du khách Anh á thì đã đi vào thành phố một vài ngày để xem cái trận khúc côn cầu. Và chúng tôi cũng nghĩ ông Gidby này ổng cũng đi luôn. Như vậy thì ổng có lo lắng không? Ổng không hề lo lắng ha các bạn. Câu 18 của mình sẽ là bị sai. Bình thường thì là lo lắng nếu mà khách vắng mặt. Nhưng mà tuần đó có cái trận khúc côn cầu cho nên cái ông này, ông chủ khách sạn ổng nghĩ á, là cái ông Gidby này nè, ổng cũng đi vô trong thành phố để ổng xem khúc côn cầu luôn. Câu 19, employee from hotel went to look for Bob, là cái nhân viên của khách sạn đã đi tìm Bob. Ok, went to look for Bob. Vậy mình coi cái ai tìm Bob bên đây ha. As soon as Shirley phone, hotel staff called the rescue service. Lập tức là sau cái cuộc điện thoại của bà Shirley thì nhân viên của khách sạn mới gọi điện cho một cái đội dịch vụ cứu hộ ha, rescue service, who sent out, cái người lập tức gửi đi một cái search party for the scientist, một cái đội tìm kiếm. Party này cũng là bằng team nữa, đội nữa các bạn. They found him in cave somehow or later, và họ tìm thấy anh ấy ở trong một cái hang động vài giờ sau đó. Very tired but apart from some cuts and scratches quite unhurt. Rất là mệt mỏi nhưng mà ngoài một vài cái vết cắt và vết chảy xước thì khá là không có bị thương. Như vậy cái người đầu tiên mà tủa đi tìm kiếm thì không phải là nhân viên khách sạn mà ở đây là cái gì các bạn? Rescue party, rescue service. Yeah, câu 19 của mình nó là B tiếp. Rồi câu 20, Bob say he regret going into mountain on his own. Bob cảm thấy anh ấy rất là hối tiếc về cái việc đã đi vào ở trong núi một mình. Như vậy mình đọc coi Bob có hối tiếc không ha. I learned my lesson. Bob nói tôi đã học được một bài học. I admit I was stupid to set up like that without a guy. Tôi thừa nhận là tôi đã rất là ngu ngốc khi mà đã đi mà không có một cái người hướng dẫn. I never want
an experience like that again. Tôi không bao giờ muốn một cái trải nghiệm như thế. Vậy rõ ràng là ông ấy hối hận ha. Vậy câu 20 của mình nó sẽ là đúng. Ok. Rồi mình xong cái part 3 ha các bạn. Rồi ok, mình qua part 4, question 21 to 25. Read the text and question below. For each question, mark correct letter A, B, C, or D on your answer sheet. Tức là cái dạng này mình đọc bài test và trả lời các cái câu hỏi từ câu 21 cho đến câu 25, dạng multiple choice. Mình học gì? Open air theater, nhà hát ngoài trời, giống như cái hình này bạn thấy không? Rồi, in Britain, the ancient tradition of open air performances is still alive and well. Cornwall has some of Britain's only working theater, with one open air theater actually built into a lift, a project only recently completed. Ở Anh á, thì cái truyền thống cổ của một cái buổi diễn mà ở ngoài trời thì vẫn còn tồn tại ha, vẫn còn sống và rất là tốt. Cornwall đã có một cái nhà hát mà làm việc cổ kiểu cũ của Anh á, với lại cái nhà hát ngoài trời mở mà nó xây ở trong vách đá, một cái dự án mà chỉ hoàn thiện gần đây thôi. Two actors, D. James and Mary Thomas, came from London Theatre to join a theatre company called Coastline. Hai cái diễn viên là D. James và Mary Thomas đến từ nhà hát của London đã tham gia vào cái công ty mà nhà hát được gọi là Coastline. They now regularly perform in Chatsworth Theatre by the Sea. Bây giờ thì họ thường biểu diễn ở một cái nhà hát mà kế bên biển. One thing about performing outside, if we never know what happened, for example, if a bird land on stage, we can access if it's not there. The audience are all watching it, so we just bring the bird into the play too. Once about 30 dolphins came past, jumping out of the water and showing up. The audience were all chatting about them instead of watching the play. So the actor just gave up for a while and watched the dolphin too. Một cái việc về biểu diễn ở bên ngoài là chúng ta sẽ không biết được cái gì sẽ xảy ra. Ví dụ như một con chim mà nó đậu trên sân khấu thì chúng ta sẽ không thể diễn như thể là nó không có đó. Khán giả thì tất cả đều xem nó. Vì vậy chúng tôi sẽ phải mang con chim vào trong vở kịch luôn. Lần á, thì có khoảng 30 con cá heo nó đến và nó nhảy ra khỏi mặt nước và showing up là trình diễn ha. Và khán giả thì tất cả bọn họ đều bàn tán về chúng thay vì là xem cái vở kịch. Vì vậy những cái diễn viên cũng sẽ phải ngừng lại một chút để xem cá heo luôn. Ok, the weather can also be difficult sometimes. It's been so bad, say Mary. Thời tiết thì thỉnh thoảng cũng rất là khó khăn. Thỉnh thoảng thì nó rất là tệ, Mary nói. That we ask the audience if they really want to stay, but usually they sit with their coat and umbrella and say, yeah, please carry on. They must feel it isn't much fun, but no one returned their ticket so far. Mary nói là chúng tôi hỏi những cái khán giả nếu mà họ thật sự muốn ở lại, nhưng mà thông thường thì họ ngồi lại với cái áo khoác và những cái dù và nói vâng cứ tiếp tục, và họ cảm thấy là nó thì cũng không có quá là hài hước ha, phiền hà, nhưng mà cũng không có ai trả, cho đến bây giờ thì cũng chưa ai trả vé lại. Coastline director John Barnack worked hard to introduce people to theater. Nhà hát giám đốc của nhà hát Coastline là John Barnack làm việc vất vả để giới thiệu mọi người đến nhà hát. Many people think of theater as club where they don't belong and are not welcome, he explained. Nhiều người thì nghĩ rằng nhà hát như là một cái câu lạc bộ nơi mà họ không có thuộc về và không có được chào đón, he explained. Ông ấy giải thích. Sitting in an open air changed that feeling. Ngồi ở cái không khí ngoài trời á, ở ngoài trời thì nó thay đổi cái cảm giác này. The audience are far more involved. Khán giả thì có liên quan đến nhiều hơn ha. They are sitting in the dark at a distance like in normal theater, and that improves the actor performances too. Họ thì không có ngồi ở trong bóng tối với một cái khoảng cách khá xa như là một cái nhà hát bình thường, và nó thì cải thiện cái khả năng mà diễn xuất, cái trình diễn của diễn viên. I'm very proud of work I've done so far. Cho đến bây giờ thì tôi rất là tự hào về công việc mà tôi đã làm.
Sau khi mình đọc xong nguyên một bài thì mình sẽ trả lời được câu 21. Thứ nhất, what is the writer trying to do in the test? Tức là tác giả cố gắng làm cái gì ở trong cái bài test này. Rồi đáp án của mình sẽ là câu C ha các bạn. Ok, explain what he like to work in open air theater. Tức là cái việc mà làm việc ở một cái nhà hát ở ngoài trời thì nó như thế nào. Ok, còn mình sẽ đọc sơ qua ha. Câu A, câu B và câu D để mình loại đó. Câu A là follow development of open air theater in Britain, là theo cái sự phát triển của cái nhà hát ngoài trời ở Anh thì không có nói ha. Rồi describe how open air theater were built, mô tả bằng cách nào. Thì ở đây không có mô tả bằng cách nào một cái nhà hát ngoài trời thì được xây dựng. Ở đây là development cũng không có nói nè. Rồi còn câu D là one reader about disadvantages of attending open air performances. Tức là cảnh báo cho những cái người đọc về cái bất lợi khi mà mình ngồi mình dự một cái buổi trình diễn mà ở ngoài trời. Ở đây mặc dù nó có một vài những cái trở ngại nhưng mà vẫn không phải là disadvantage mà khán giả đa phần chấp nhận ở lại coi ha. Mặc dù nó cũng không có fun lắm. Ở đây người ta nói là mặc dù là ngay chỗ này nè, đây must feel it isn't much fun, là không có phải là vui lắm, nhưng mà no one returned their ticket so far, cho nên nó không phải là một cái gì bất lợi lớn ha. Rồi ok, mình qua tiếp bên câu 22. Người ta hỏi là when players are disturbed by local wildlife, the actor sao? Tức là khi mà một cái vở kịch á mà bị disturb, làm phiền bởi mấy cái con thú mà hoang dã thì diễn viên sao các bạn? Hồi nãy ví dụ như có con bồ câu xen ngang vô thì sao? Change performance to include it, tức là gì? Thay đổi cái buổi trình diễn, tức là đưa cái con bồ câu vào trong cái vở kịch luôn, đúng không? Ok, thay đổi cái buổi diễn nè để đính kèm theo nó. Nó đây chính là cái wildfly nè. Còn câu B, carry on as though nothing has happened, là vẫn tiếp tục như thể là không có gì xảy ra, thì không phải. Có khi như con cá heo mà xen vô đi, phải ngừng lại luôn á. Stop and hey, và chat with the audience, ngừng lại và tán gẫu với audience, là khán giả thì không có nói. Cancel the rest of the performance, là hủy cái phần còn lại của buổi diễn, không có ha. Ngay chỗ mà khi mà có một cái con bồ câu bay vô ngay chỗ này thì diễn viên nhiều khi á, là phải làm sao đây, cho cái con bồ câu này nó diễn chung luôn ha. A bird on a stage nè. For example, if a bird on a stage thì we can't act, chúng tôi không thể diễn như thể nó không có đó, mà khán giả thì vẫn tất cả đều đang xem. Vì vậy là chúng tôi phải mang cái con bồ câu này nè, mang cái con chim này vô trong vở kịch luôn. Ngay chỗ này nó là cái ý chính của câu 22. Ok. Rồi, mình tiếp tục ha. Qua câu 23, ta hỏi gì đây? What is the audience attitude to bad weather during the performances? Tức là cái thái độ của khán giả đối với cái thời tiết xấu mà trong suốt cái buổi diễn như thế nào? Tức là đang diễn thì trời mưa. Thì họ làm sao đây? They accept it as they have come well prepared. Tức là họ chấp nhận nó như thể là họ đã có một cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Tức là có thể là dù hoặc là áo khoác ha các bạn. Hồi nãy mình sẽ đọc ở trong bài cái khúc này. Ngay chỗ mà khi mà có weather can be also be difficult, sometimes it's been so bad then. Thì khán giả ngồi lại luôn ha. Chứ sao giờ? Rồi. Vậy là hồi nãy cái chỗ mà câu 22 mà they must feel it isn't much fun này là của cái thời tiết chứ không phải là của con chim. Con chim phải nằm ở khúc trên này hết các bạn. Rồi ok. Rồi mình tiếp tục ha. Như vậy ngay chỗ này là A là họ worry, they worry about the actor getting wet. Họ lo lắng về cái chuyện mà diễn viên á sẽ bị ướt, thì không có. Không có thể hiện cái lo lắng diễn viên bị ướt. They say it stop them enjoying the play. Họ nói rằng nó ngăn cản trong họ trong cái việc thưởng thức vở kịch, cũng không có ý đó luôn. They feel they should have their money back. Thì cái ý này nó bị sai luôn, là bởi vì không có ai trả vé lại hết. Họ cảm thấy là họ nên bị nhận lại tiền. Ok, còn câu 24. What does John Barnett say about outdoor theater? John Barnett đã nói gì về cái nhà hát ở ngoài trời? Ok, là he happy that the audience feel comfortable being there. Đáp án của mình sẽ là B ha.
ông ấy cảm thấy rất là vui vì khán giả cảm thấy là thoải mái ở đó. Bởi vì sao? Ông John Banach này bạn nhớ nó nằm ở cái đoạn cuối này. Là ông là Cost Line Director John Banach. Thì ông mới cảm thấy là gì? Ông đưa mọi người, audience, far more involved. Liên quan đến cái buổi diễn ha, và không phải là chỉ ngồi trong bóng tối ở một cái khoảng cách xa như là một cái nhà hát bình thường. Và ông cảm thấy là I'm very proud of work mà they have done so far. Ok, vậy thì ông vui là cái ý của mình nó nằm ở ngay chỗ này là câu 24. Ok rồi, còn cái ý I'm afraid the atmosphere is more dreadful for actor là gì? Ông cảm thấy là cái khí hậu á, thì nó, cái bầu không khí thì nó rất là stressful for actor, thì cái ý nào cũng có nói. Rồi còn câu C, he worried that it creates an atmosphere similar to a club. Nó rất là different ha. Ở trong cái club á, thì mọi người ngồi trong bóng tối ha. Còn ở ngoài này là mọi người sẽ dính líu nhiều hơn. He welcomed the distance it creates between actor and audience. Ông ấy rất là chào đón cái khoảng cách mà đã được tạo ra giữa diễn viên và khán giả. Thì ở đây là cái khoảng cách nó rất là gần ha các bạn, chứ không phải nè, the audience are far more involved, là far more involved là liên quan nè. Sitting open air changes that feeling, và người ta ngồi ngay trước cận kề luôn, chứ không có cái chỗ nào ý nói là khán giả ngồi xa diễn viên hết. Rồi như vậy câu 25 mình sẽ chọn cái đáp án what would an actor from Costly Comedy Pride in he or her diary, là cái diễn viên mà của cái công ty Costline này sẽ viết trong cái nhật ký của anh ấy hoặc cô ấy. Thì mình sẽ chọn là D ha. I'm keeping a traditional going and it steps my acting skill as I never know what unexpected thing I have to deal with. Tức là tôi sẽ tiếp tục cái việc mà diễn, cái công việc mà diễn ra một cách truyền thống và kiểm tra cái kỹ năng diễn xuất của tôi. Tôi chưa bao giờ biết cái gì mà không mong đợi, những cái điều mà không mong đợi là gì và tôi phải đương đầu với. Ok, vậy cái ý này là cái ý chung, mình sẽ chọn nó. Còn câu A nó sai chỗ nào? Câu A là a difficult performance to today. It were pouring with rain. Ok, luckily the audience couldn't see my face in the dark, là bị sai. Cái ý này là cái này ở trong câu lạc bộ thì được, chứ còn ở ngoài thì the audience có thể nhìn thấy my face hết luôn, mà không phải in the dark luôn. Câu B, the theater looks so old it's hard to imagine they just finishes I prepare to be my by the sea why I'm performing it. Đổ có cái gì mà nó cứ che cái này lại hoài. Rồi cái nhà hát này so on là bị sai ha, look so on mới xây, không có look so on được. Rồi, I'm glad I moved from the London Theatre scene, but I don't think our director is satisfied with what I've done so far. Tôi rất là vui vì tôi đã dời từ cái London, nhà hát London ha. Nhưng mà tôi không có nghĩ là cái giám đốc của tôi thì satisfied with what we've done so far, hài lòng với những cái gì mà chúng tôi làm. Thì cái ý này nó bị sai là cái ông này ông rất là vui, ông rất là hài lòng nằm ở cái khúc cuối này nè. I'm very proud of the work they done so far. Như vậy A, B và C nó sai, thì còn lại cái ý D ha là đúng nhất cho mình. Rồi ok, mình xong part 4 ha các bạn. Tiếp tục mình qua part 5, question 26 to 35. Read the text below and choose the correct word for each space. For each question, mark the correct A, B, C or D on your answer sheet. Tức là đọc cái bài test và chọn cái này là dạng multiple choice, mình khoanh A, B, C hoặc D ha. Câu ví dụ người ta cho mình học về Alexander Graham Bell, tức là cái ông mà nhân vật là Alexander Graham Bell là cái người mà làm cái công việc gì ở dưới này, thì mình đọc bài ha. Rồi ví dụ ngay chỗ này người ta cho câu số ví dụ là A, tức là Alexander Graham Bell were born in Scotland in 1847. Vậy mình sẽ đánh vô chỗ này là chữ were, để tí xíu mình dễ mình đọc lại ha. Ông Alexander Graham Bell này được sinh ra ở Scotland năm 1847. He father an expert on speech a way of teaching how word be pronounced. Thì ở bên câu 26 này mình sẽ có những cái từ sau đây: do, build, develop và work. Mình sẽ chọn là develop ha. Develop một cái gì ở bên chỗ này? Ba của mấy một chuyên gia
về lời diễn thuyết ha, speech ở đây thì mới phát triển đi về là một cái cách mà dạy how were sao đây be pronoun. Ở đây mình sẽ có, để thầy cho nhỏ lại tí xíu, develop a way là cái cách để dạy how were chấm 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 be. Ở đây mình có chủ ngữ là how were rồi, ở đây mình có be pronoun rồi. Vậy ngay giữa này câu 27 này mình sẽ chọn là gì đây các bạn? Be là động từ nguyên mẫu, thì tất cả những cái này nó đều là modal verb hết, nhưng mà ought thì thường là đi với ought to. Rồi, mình vậy mình loại. May thì có lẽ thì không được, mà would là sẽ cũng sai nghĩa, vậy chỉ có should là hợp nghĩa thôi. Thì cái từ đó nó nên phát âm như thế nào? Vậy mình sẽ chọn ngay chỗ này là should be pronounced. Cái từ nên phát âm như thế nào? He's translated the chấm 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 upward into stress or curly line. Anh ấy đã, ông ấy đã dịch ha cái gì đó của cái từ thành một cái line, hay là cái đường mà cong và thẳng. Ok, vậy thì ông dùng cái mã hay gì đó, tí xíu nữa mình xem tiếp ha. Ông ấy đã tiếp tục ngay chỗ câu 28, mình qua đây coi. He translated the sound up. The noisy là tiếng ồn, voice là tiếng call. Vậy thì mình chọn cái sound là cái từ ha, thì nó mới đúng. Vậy ngay chỗ này mình sẽ điền vô là sound up word là cái âm thanh. Sounds of work into twist and curly line, thành cái đường thẳng và cong. Alexander chấm 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 to be a teacher. Vậy là to be, vậy ngay cái này đã từng qua. You to be, đúng rồi. Hay là train to be, không có you to be, qua đây coi coi nó là cái gì đây. Train to be được huấn luyện để became to be educated to be taught to be. Vậy mình chọn train to be là được huấn luyện để trở thành ha. Rồi, ngay chỗ 29 mình điền vô là train to be a teacher, earn when he mother went deaf. Và khi mà mẹ của ông ấy bị điếc á, he started to be chấm 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 in how deaf people communicate. Ông ấy bắt đầu to be, ở đây có in, vậy là chắc in voicing, thầy đoán vậy thôi, chưa đọc. Surprising, excited in không có luôn. Vậy thì interested in là quan tâm, hoặc là in voicing, những cái mà nó có thể đi được với giới từ in. Surprise là ngạc nhiên, excited. Vậy thì mình sẽ chọn hợp về nghĩa là mình chọn interested in ha. Ok. Ông ấy thì bắt đầu quan tâm đến cái người điếc, thì quen họ liên hệ với nhau, giao tiếp với nhau như thế nào. In 1870, because his children were in poor health. Bởi vì cái sức khỏe của con của ông ấy tồi tệ, Alexander thì family moved to the United States. Alexander và gia đình đã chuyển đến Mỹ. He hoped that a warmer chấm 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 would be better for the whole family. Ở đây warmer thì mình có một cái thời tiết hay khí hậu gì đó. Đúng rồi, ngay chỗ này mình có warmer thì mình chọn là warmer climate, cái khí hậu nó ấm hơn ha. Còn thời tiết thì nắng mưa gì đó chứ không có ấm hơn. Vậy ngay chỗ này mình sẽ chọn là warmer. Thời tiết ở đây khí hậu ấm hơn thì nó sẽ tốt hơn cho toàn bộ gia đình. In a while he was teaching deaf children. Trong lúc mà ông ấy đang dạy mấy cái trẻ em mà bị điếc á, de chấm 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 he invented a new machine. Ở đó thì it were câu 32, coi người ta cho cái gì đây. Người ta cho là so, because, since và that. Thì mình sẽ có it were chấm 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 that ha. That mà đứng trước một cái clause thì nó sẽ biến cái clause thành noun clause. It were why, đó là khi lúc mà he were teaching deaf children there. Ông ấy đang dạy cái trẻ em. Thì that là cái lúc mà he invented a new machine, ông ấy phát minh ra một cái máy mới. It were very chấm 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 to the human ear itself. Nó rất là cái gì đó đối với cái lỗ tai của con người, bản thân cái lỗ tai. Vậy thì nó it were cái gì đây? Similar. Ok, similar nó giống như ha. Similar to, mình có similar to. Rồi, mình gõ vô chỗ này similar to the human ear itself.
Unbound cover, it could carry human beach away from one place to another. Và Bell thì khám phá, phát hiện ra rằng nó có thể chuyển tải cái lời của con người. Vậy là why này là through hay là cái gì đây? Along hoặc là dọc theo. Above là bên trên, không phải above, không phải around, không phải vậy, có along. Thay vì mình through không được thì mình là along. Dọc theo cái sợi dây ha. Ok, vậy ngay chỗ 34 này mình chọn là along. Từ một cái nơi này đến một nơi khác, it were not long before the telephone were a part of our life. Không lâu trước khi cái điện thoại là một phần của cái gì đó, cuộc sống của chúng ta. Câu này nó đủ hết rồi, cho nên ngay phía trước này nó cần một cái mình điền vô coi. Any of our life. Không hợp nghĩa each of our life, không nghĩa all hoặc là every, vậy thì mình chọn all ha. Là cho toàn bộ cuộc sống của chúng ta. Rồi, thầy đọc lại lần nữa cho các bạn ha. Alexander Graham Bell was born in Scotland in 1847. His father, an expert on speech, developed a way of teaching how words should be pronounced. He translated the sound of words into thread or curly lines. Alexander trained to be a teacher. And when his mother went deaf, he started to be interested in how their people communicate. In 1870, because his children were in poor health, Alexander and his family moved to United States. He hoped that a warmer climate, nha chỗ này. Chứ không phải warmer, climate. Would be better for the whole family. It was while he was teaching their children there that he invented a new machine. It was very similar to the human ear itself, and Bell discovered it could carry human speech along a wire from one place to another. It was not long before the telephone were a part of all our life. Rồi, ok, mình xong part 5 ha. Đồng thời mình cũng xong cái phần reading của cái test 1 cuốn Pet 7 ha các bạn.